Thưa quý vị, sau thời gian lựa chọn, đến nay Long An đã phê duyệt bộ sách giáo khoa lớp 10 được sử dụng trong các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh từ năm học 2022-2023. Theo đó, bộ sách giáo khoa lớp 10 bao gồm 21 đầu sách của các nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, Đại học Sư phạm, Đại học Quế, bao gồm các môn ngữ văn, toán tiếng Anh, giáo dục thể chất, lịch sử, địa lý, giáo dục kinh tế và pháp luật, vật lý, hóa học, sinh học, tinh học, âm nhạc, mỹ thuật, công nghệ, hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp, giáo dục quốc phòng và an ninh ủy ban nhân dân tỉnh giao sở giáo dục và đào tạo chủ trì phối hợp các cơ quan đơn vị liên quan công bố công khai và chỉ đạo hướng dẫn các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh sử dụng danh mục sách giáo khoa được phê duyệt tại quyết định này theo đúng quy định của bộ giáo dục và đào tạo